Hi, xin chào các bạn. Hôm nay còn gì nữa đâu mà khóc với sao. Hi, xin chào các bạn. Như các bạn đã biết, Minh Phụng Music là đơn vị kinh doanh nhạc cụ chính hãng và là nhà phân phối cho hàng trăm đại lý lớn nhỏ trên toàn quốc. Vậy thì tại đây, piano điện của từng thương hiệu nào bán chạy nhất? Ta-da! Và đây là hai mẫu đàn mobile piano được săn đón nhiều nhất trong thời gian qua của Minh Phụng Music. Đó chính là Artesia Performer và Kurtzman P230. Giờ thì khám phá đôi nét về hai đàn này nhé! Đầu tiên, đó chính là thương hiệu đến từ Mỹ, Artesia Performer, dành cho các bạn mới bắt đầu học đàn, cung cấp đầy đủ các chức năng vượt trội, bổ ích cho việc học tập mà các bạn không thể tìm thấy trên bất kỳ cây piano điện nào trong tầm giá 5 triệu. Được trang bị 88 phím, kích thước chuẩn, sử dụng công nghệ Semiway Action và Velocity Sensitive với 3 cấp độ cảm lực nhấn. Đàn có 12 mẫu âm thanh được ghi lại từ 12 loại nhạc cụ acoustic. Các bạn còn có thể chọn một trong 3 cấu hình bàn phím: Sleep, Layer và Lesson, phù hợp với từng mục đích sử dụng. Ngoài ra còn phải kể đến chức năng đếm nhịp metronome, giúp các bạn mới luyện tập có thể giữ nhịp chính xác khi chơi, và Transpose giúp tăng giảm tông khi các bạn muốn chơi những phím khó. Và tiếp theo sẽ là Kurtzman P230, thương hiệu piano điện đến từ Anh Quốc với giá chỉ hơn 10 triệu, dành cho người chơi ở mọi trình độ, từ những người mới bắt đầu cho đến những nghệ sĩ chuyên nghiệp. Ngoài sở hữu tất cả các chức năng của cây Performer mà mình vừa nói ở trên, thì P230 trang bị 88 phím nhưng có đến 6 mức độ cảm lực nhấn với công nghệ Ray Action Standard True, mô phỏng bú đàn của piano cơ, độ phản hồi và nảy phím cực tốt, giúp các bạn có thể chơi một nốt nhạc liên tục với tốc độ nhanh mà không làm ngắt âm. Bàn phím chống trượt mang lại cảm giác bám chắc trên từng đầu ngón tay. Kurtzman P230 có chỉ số polyphony lên đến 192 và 30 tiếng nhạc cụ. Ngoài ra là 100 bản nhạc được cài sẵn, tích hợp bản demo cho từng tiếng đàn. Kurtzman P230 có loa dạng giải băng chạy dài theo thân đàn, mô phỏng chính xác và chân thực âm thanh của đàn piano cơ. Điều đặc biệt nhất trên P230 đó chính là chức năng Bluetooth MIDI, giúp các bạn kết nối không dây với các ứng dụng trên các thiết bị thông minh, giúp tối ưu khả năng học nhạc cũng như là người bạn đồng hành dành cho các nhà sản xuất âm nhạc với mức giá vô cùng hợp lý. Và đó là hai cây piano điện đại diện cho hai thương hiệu luôn làm mưa làm gió cho bảng xếp hạng các thương hiệu có doanh số cao nhất tại Minh Phụng Music. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Để tham quan và trải nghiệm hai mẫu đàn này thì các bạn hãy đến ngay các hệ thống showroom của Minh Phụng Music tại số 347 Điện Biên Phủ, phường 4 quận 3 thành phố Hồ Chí Minh và 98 Bạch Văn Trưng, phường 7 quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, hoặc liên hệ qua số hotline 0919 768606 để được tư vấn cụ thể hơn ha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.